tôi đi tù, tôi lên 5 tuổi. Và lúc bố tôi về là tôi đã tròn 22 tuổi. Bố tôi chỉ nói với tôi rằng là cái việc của cha con ạ, thì chỉ như hạt cát trên sa mạc thôi. Nhưng cha nghĩ rằng cái việc của ông ấy, ông là một người rất giỏi và ông rất yêu nước, rất yêu cái dân tộc Việt Nam này. Và con có một cái chữ viết hoàn chỉnh ngày hôm nay, có cái tiếng nói mẹ đẻ ngày hôm nay nó hoàn chỉnh được để con viết được một bài văn như ngày hôm nay ấy, là cái công rất lớn của ông. Và cha nghĩ rằng là con, là cháu, mà ngay các con cũng chẳng hiểu gì về ông mình. Do đó cho nên nguyện vọng của cha trong tất cả những năm tháng còn lại này, cha chỉ muốn rằng cha phải viết được một cái gì đó về ông. Cha nghĩ rằng ít nhất thì các con là con và là cháu, các con phải hiểu đúng ông mình mới được. Chứ còn các con là người trong nhà, trong gia tộc, mà các con là cháu nội của cụ, các con còn chưa hiểu gì về cụ, thì làm sao người ngoài người ta hiểu được. Đây là những bức ảnh trong hàng trăm bức ảnh do Okwa, một bác sĩ người Pháp chụp quang cảnh Hà Nội và xứ Bắc Kỳ vào cuối thế kỷ thứ 19. Cụ thể là vào những năm 1884-1885, mà ông Nguyễn Văn Vĩnh lại sinh vào năm 1882 ở Hà Nội. Như thế có thể nói, những bức ảnh này chính xác là bối cảnh thời thơ ấu, thời niên thiếu của cậu bé Nguyễn Văn Vĩnh. Họa sĩ Mai Duy Minh đã giúp chúng tôi tái hiện cảnh đầu đời của Nguyễn Văn Vĩnh với cái tên cậu bé kéo quạt ở trường Thông Ngôn năm 1890. Lúc ấy Nguyễn Văn Vĩnh tròn 8 tuổi, một cái mốc cực kỳ quan trọng trong tiểu sử của Nguyễn Văn Vĩnh sau này. Cuộc đời của cậu bé kéo quạt Nguyễn Văn Vĩnh là một câu chuyện dài, rất dài, không dễ dàng gì kể lại được một cách mạch lạc. Père Lachaise là một nghĩa trang cổ kính, nằm ngay trong lòng thành phố Paris. Nghĩa trang như một thành phố an bình của những người quá cố. Nơi đây yên nghỉ Ban Giác, một nhà văn mà Nguyễn Văn Vĩnh lúc sinh thời hết sức ngưỡng mộ và dày công dịch miếng da lừa ra Việt ngữ từ rất sớm. Đẹp lắm. La comédie humaine. La comédie humaine. Trò đời. Tấn trò đời. Tấm trò đời. Đặc biệt, Molière nhà viết kịch, La Fontaine nhà viết truyện ngụ ngôn là những tác giả mà Nguyễn Văn Vĩnh hết sức tôn sùng. Các bản dịch các tác phẩm của hai tác giả này ra Việt ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh đến nay vẫn là đề tài lớn cho các nhà nghiên cứu luận bàn về dịch thuật. Ngoài ra, người ta còn thấy được khát vọng lớn lao của Nguyễn Văn Vĩnh trong việc truyền tải những tinh hoa văn hóa của nhân loại đến với xã hội Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ 20. Mình thấy đây là hai cái mộ song song. Đây là mộ của ông Molière, một nhà soạn kịch nổi tiếng. Ở bên kia là ông La Fontaine, một nhà viết ngụ ngôn, không biết. Nhưng mà bên Việt Nam mình mà biết được những cái tác phẩm bất hủ của hai ông này á, là nhờ cụ Vĩnh. Bởi vì cụ Vĩnh đã dịch ra tiếng Việt. Có thể từ rất lâu rồi, Nguyễn Văn Vĩnh đã tới viếng thăm nơi này. Chúng ta hãy chú ý tới bức phù điêu lấy đề tài từ câu chuyện Con chó rừng và con cò trên mộ của La Fontaine. Giống y hệt bức chạm khảm trai mà Nguyễn Văn Vĩnh đã cho làm ở Hà Nội sau đó. Đây là đôi ghế tràng kỷ, kỷ vật duy nhất còn lại của ông nội của chúng tôi, ông Nguyễn Văn Vĩnh. Ông nội của chúng tôi đã mời thợ mộc làm theo ý riêng của mình. Trên chiếc ghế mà tôi đang đứng cạnh là câu chuyện rất nổi tiếng trong cái tập truyện ngụ ngôn của La Fontaine. Chúng ta còn thấy cụ dẫn giải bằng chữ quốc ngữ. Và ở trên câu chuyện này, cụ có viết rất rõ thời gian hoàn thành đôi ghế này, và cụ có ký ở mỗi một cái chỗ tựa tên của mình. Đây chính là bút tích của cụ và được thực hiện vào tháng 12 năm 1919. Điều này giúp chúng ta nhớ đến một sự kiện quan trọng
trong lịch sử văn hóa Việt Nam. Đó là năm 1919, cũng là năm mà triều đình Huế đã ra cái quyết định chính thức bãi bỏ chữ Nho và đưa chữ Quốc ngữ vào trường học. Một cái người qua kinh qua cái sự hiểu biết, xây dựng cái hiểu biết cho mình, cái sự rồi phổ biến cái tư tưởng ấy bằng một tấm lòng trung thực đối với dân, đối với đồng bào, mà không dùng, ông không bao giờ, ông Vĩnh dùng những chữ to lớn cả. Và tôi là người thế này, tôi là người thế kia, đối với nước thế này, tôi không bao giờ ông dùng những cái chữ mà bây giờ chúng ta gọi là sao bo búa lớn cả. Cứ bảo là không nên gọi nước Việt Nam là đại. Ông Minh Mệnh, ông đổi tên nước, ông bảo đặt tên là Đại Nam. Thì ông Vĩnh ông bảo không đồng ý, không nên mình, người ta gọi mình là đại thì được, nhưng mà mình tư mình gọi là đại thì không nên. Và người mình lại hay có cái chuyện là hơi thần thánh hóa con người. Tôi thích ở cụ Vĩnh là cái chuyện là cụ Vĩnh không tự thần thánh hóa mình, mà không muốn ai thần thánh hóa mình, và cũng không muốn thần thánh hóa ai. Cho nên là cụ chống với cái chuyện vua quan ấy là như thế đấy. Cái vai trò của Nguyễn Văn Vĩnh trong cái việc mà đưa, tiếp nhận rồi truyền bá những cái tư tưởng tích cực của cách mạng Pháp, những cái tư tưởng bình đẳng, dân chủ, dân quyền, mà những cái tư tưởng đó trong cái xã hội Việt Nam cho đến lúc đó cũng đang còn là hiếm hoi. Cho nên cái ảnh hưởng của Nguyễn Văn Vĩnh lúc bây giờ đối với cái lấy trí thức mới mà rất là lớn, cái ảnh hưởng rất là lớn. Còn nhân là ông Vĩnh thì rất là tài tình, ông dịch thoát, ông không chủ trương là dịch bám sát từng chữ một, ông dịch thoát. Tôi xin lấy ví dụ như thế là một câu, hai câu thơ của Victor Hugo, ông chỉ dịch vào hai câu thơ 14 chữ, ông chỉ dịch vào có 8 chữ. Hai câu thơ là thế này: Le soleil regarde le vieillard, le vieillard regarde le soleil qui se couche, tức là ông già nhìn mặt trời lặn tàn, và le soleil regarde le vieillard qui se meurt, và mặt trời nhìn ông già chết. Thế mà ông Vĩnh dịch là thế này: già trông bóng xế, bóng trông già tàn. Thì chỉ 18 chữ mà dịch từ cả mười mấy chữ tiếng Pháp mà rất Việt Nam, tức là Việt Nam hóa đến cái mức như vậy thì rất là tài tình. Pháp. Tuyên ngôn của cụ Nguyễn Văn Vĩnh khi ra tờ Annam Nouveau, in trên trang nhất Annam Nouveau số 1 ngày 21 tháng 1 năm 1931. Người Annam xuất bản một cơ quan ngôn luận viết bằng tiếng Pháp để tự mình làm cho dân chúng Pháp biết mình rõ hơn, để nói lên những điều mình suy nghĩ và những điều mình được quyền mong muốn, để đảm bảo những quyền lợi của mình, để đem lại sự giúp đỡ thẳng thắn nhưng xứng đáng với công lao của nước Pháp, đồng thời làm việc để giành lại độc lập cho nhân dân An Nam, để làm sáng tỏ cho dư luận Pháp biết về những thực tế ở đất nước An Nam mà vì chính trị và quyền lợi của một số người lúc nào cũng bị làm sai lệch đi. Báo Annam Nouveau tôn trọng chính quyền đã được lập nên, trọng tất cả những đại diện của nó, nhưng không sợ ai và không nịnh ai. Je n'ai jamais bien sûr eu l'occasion de le rencontrer, j'étais pas né, trop jeune, et le souvenir que j'ai de mon grand-père est obligatoirement un souvenir indirect par toutes les informations que mon père disait, me donnait sur lui. Je sais qui il était, je ne l'ai pas approché. Je le regrette profondément et je suis un petit peu comme Anne. Je suis un peu honteux de ne pas tout savoir sur mon grand-père. Je sais un certain nombre de choses, pas tout. Et je pense qu'il est de mon devoir impérieux de revenir à la source et d'apprendre exactement quelle est l'histoire de ma famille et quelle est l'histoire de mon grand-père. Tôi được biết đến cụ Nguyễn Văn Vĩnh từ khi còn rất nhỏ, khi tôi còn đi học phổ thông. Và cái lúc đó ấy, là những năm mà chiến tranh chống Mỹ, thì lúc đó sách báo và sách giáo khoa ở trong trường phổ thông của Bộ Giáo dục ấy, còn gọi cụ Nguyễn Văn Vĩnh là bồi bút của Pháp và Alexandros là tay sai của Pháp. Con người của cụ Vĩnh ấy, tôi thấy rất là trong sáng, rất đẹp. Cho nên tôi về tôi cũng nói ngay với các cụ, tôi nói mình có những cái oan khuất lịch sử mà là phải giải tỏa, phải ấy, chứ không thì không yên lòng dân đâu.
Cái chuyện một cái nhà học giả lớn như thế, có công đối với đất nước trong sự nghiệp văn học như thế mà mình đánh giá nó không đúng thì không nên đâu. Vì cái yêu nước mà cũng có một cái gọi là cái cuộc đời khá là bi thảm, kết thúc một cách là rất là bi thảm đấy. Thì không thua gì những cái cụ mà phải tù đày hay chém giết đâu. Trước đến nay hình như do một cái thứ hù dọa gì mà người trí thức sợ hãi thành thói quen, cho nên không bao giờ dám gọi Nguyễn Văn Vịnh là một nhà yêu nước. Và tôi nghĩ đó là sự tệ hại. Ông là một người tự học vĩ đại, nhưng mà cái tự học vĩ đại đó nó chỉ được bồi đắp và nó chỉ được bổ sung, nó chỉ được cộng hưởng lên nhờ, tôi nghĩ rằng là một cái, có lẽ là cái khả năng trời phú thiên bẩm, mà đúng là trăm năm mới có một lần để có thể có được những cái đóng góp như ông đã từng đóng góp. Vào đầu thế kỷ cần phải nhìn nhận một điều rằng là văn học Việt Nam chưa có, văn học chữ Việt Nam, chữ phụ ngữ chưa có, không có một tác phẩm nào của các nhà văn Việt Nam cả, chuyện ngắn không, tiểu thuyết cũng không. Đến năm 1925, Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách mới ra đời, được coi là tiểu thuyết đầu tiên ở Việt Nam. Vậy thì theo cái cách nhìn của cá nhân tôi thôi, là văn học Việt Nam dường như đã bắt đầu bằng văn học dịch, bằng những tác phẩm dịch ở nước ngoài vào với Việt Nam, và những tác phẩm dịch đó cũng chỉ được vào thông qua một con đường mà cụ Vĩnh rất thạo, đấy là báo chí. Khi tôi nghiên cứu về cụ Vĩnh, đây là một trong ý tưởng làm tôi kinh hoàng. Chúng tôi là thế hệ mà sinh ra và lớn lên được học hành từ hồi phổ thông này, hồi đại học này, thì những người như cụ Vĩnh ấy, luôn luôn trong suy nghĩ chúng tôi là phản động, phản quốc, rồi vọng ngoại, vân vân và vân vân. Chỉ đến khi chúng tôi tiếp cận được với tác phẩm của cụ, tìm hiểu thật sự, mà tìm hiểu chưa hết đâu, thì đã đủ kinh hoàng rồi. Tức là nếu chúng ta cứ mang cái nhìn đó áp đặt cho cái thế hệ trẻ, ví dụ như tôi chẳng hạn, bị áp đặt cho sinh viên của tôi, các em của thế hệ đầu thế kỷ 21 này vẫn cái quan điểm như thế mà, thì chúng ta sẽ bất công, thậm chí xúc phạm rất nhiều tới hiện tại của đất nước trong quá khứ. Tại sao những người như cụ Vĩnh chúng ta lại lảng tránh một chữ gọi là yêu nước? Chúng ta không nên lấn lướt, không nên dùng bất cứ một cái gì để lấn lướt. Lịch sử cần phải tồn tại như nó đã vốn có, chúng ta phải trả lại cho các thế hệ trẻ. Còn nhận thức nó như thế nào thì đấy là việc của thời đại. Mà chúng ta thấy như thế là có tới gần 40 cái fiche lưu trữ về cụ Nguyễn Văn Vĩnh. Mà có lẽ chúng ta phải chú ý cái hộp fiche đầu tiên ghi những cái tài liệu từ 1906, tức là khi cụ Vĩnh đặt chân đến đất nước Pháp, năm ấy cụ 24 tuổi. Thế và cho đến cái fiche cuối cùng ghi những cái sự kiện về cụ Nguyễn Văn Vĩnh từ năm 1939 đến 1944, có nghĩa là sau khi cụ Vĩnh mất 3 năm, cụ Vĩnh mất năm 1936 như chúng ta biết ấy. Thế như thế là người Pháp vẫn tiếp tục lưu trữ về cụ Vĩnh sau khi cụ mất 3 năm và cho đến 1944. Tôi thấy rằng hiếm có hoặc là không có một cái người Việt Nam nào mà không phải là quan chức, là một người trí thức mà được lưu trữ nhiều tài liệu như thế này tại các kho lưu trữ của Pháp. Công hiến lớn nhất của Nguyễn Văn Vĩnh đấy, trước hết là về tư tưởng. Có thể nói ông cùng với Phan Chu Trinh đấy là những nhà tư tưởng dân chủ đầu tiên của Việt Nam, tiếp thu rất sớm cái tư tưởng dân chủ của phương Tây. Thì phải nói là cái tư tưởng dân chủ đấy qua cái vận động chỉ như kiểu của Phan Chu Trinh, nó cũng thấm vào Việt Nam, nhưng mà qua cái con đường văn hóa đấy thì nó thấm sâu hơn vào lòng người. Cho nên tôi đánh giá rất cao Nguyễn Văn Vĩnh về phương diện này. Ông là một trong những nhà tư tưởng dân chủ có tính chất là khai sáng ở Việt Nam. Xin trích đôi điều trong báo chí và điếu văn đám tang của ông Nguyễn Văn Vĩnh ngày 8 tháng 5 năm 1936. Ở khắp mọi nơi, trong những cuộc gặp gỡ bạn bè, cũng như ở ngoài phố, tất cả mọi người đều chờ đợi với sự nóng lòng và xót thương những tin chi tiết về cái chết của một người An Nam vĩ đại.
Một biển người ước lượng trên 12.000 người đã đến dự chật cả quảng trường trước nhà ga và đầu phố Gambetta cho đến tận phố Nam Ngư. Những bạn bè, những người quen biết, những người ngưỡng mộ vẫn tiếp tục đi viếng thành hàng không bao giờ hết trong hai đêm và một ngày. Hai người mù, có hai đứa trẻ dắt cũng đến để nghiêng mình trước linh cữu. Điếu văn của ông Dumas, Chủ tịch Hội Nhân quyền Hà Nội. Lòng dũng cảm không phải là đức tính duy nhất của người bạn vô cùng thương tiếc của chúng ta. Trí thông minh đặc biệt của ông, lòng hăng say đảm nhiệm công việc của ông, trí nhớ kỳ lạ của ông đúng là một pho từ điển bách khoa. Nó đã đưa ông đến sự thành công trong mọi lĩnh vực, đủ các mặt về những hoạt động, về hiểu biết của loài người. Khoa học, luật pháp, ngoại ngữ đã làm cho ông trở thành một nhà triết học và một nhà thông thái mà ông có thể tự hào. Nếu sự nhún nhường không ngăn cản, chúng ta có thể khẳng định không có điều gì là nhân đạo mà ông không am hiểu. Ông đã nắm vững tiếng Pháp và những tinh vi, tế nhị nhất của nó tới một trình độ mà nhiều người Pháp phải ghen tị với ông. Điếu văn của ông Phan Trần Trúc, đại diện báo giới Bắc Kỳ. Theo ý tiên sinh thì nước không phải là của một người hay của riêng một bọn người. Nước là của chung tất cả mọi người sinh ra trên giải đất này. Đối với Tổ quốc, phái trí thức và phái bình dân, cái trách nhiệm to ngang nhau và quyền hạn như nhau. Tư tưởng Cộng hòa phát triển trong óc tiên sinh từ hồi đó, nghĩa là từ lúc người Việt Nam chưa biết có một chính thể nào khác ngoài chính thể quân chủ chuyên chế. Điếu văn của ông Phạm Huy Lục, Viện trưởng Viện Dân biểu Bắc Kỳ. Tin ông qua đời một cách đột ngột ở nơi xa xôi trong rừng sâu bên Lào. Mấy ngày hôm nay đã nổ lên như một tiếng sét. Ông đã nổi danh và được quần chúng yêu thương không biết đến ngần nào. Trước tiên, ông là người bạn của những người bình thường, một người bạn của dân chúng. Ông đòi hỏi cho tất cả mọi người quyền được sống tự do. Không còn một người nào sau đó còn cho là mình bị áp đặt. Ông là một tín đồ của tự do tư tưởng. Ôi bạn, mà cuộc đời bạn rất đơn giản, không mong ước gì những danh vọng. Mong bạn hãy nhận lấy lòng biết ơn về tất cả những điều bạn đã làm cho dân tộc này. Chúng tôi xin bạn hãy nhận lấy danh hiệu Người Công Dân Vĩ Đại. Cái hố sâu ngăn cách giữa nhà nho chân chính như ông, người không còn tin vào những tư tưởng lẫn những phương pháp của quá khứ, với một người man di hiện đại như tôi, sản phẩm của một nền giáo dục hỗn tạp và khiếm khuyết, kẻ đang cố tìm một vài chân lý trong cùng cái quá khứ đó, mà tôi tất nhiên cũng không biết gì hơn ông Kháng. Cái quá khứ đó dù sao cũng hiện lên đối với tôi như một nguồn sức sống và ánh sáng chưa được biết tới. Chúng ta đã gặp nhau trên con đường, và người nào cũng cho là mình đi đúng hướng, chính là vì con đường đó chưa có. Giống như rốt cùng, cả hai chúng ta đang đi tìm chân lý thì không nhất thiết cứ phải đi theo cùng một hướng.